Đây là gốc hồng rễ trần này. Đấy, họ bán thải. Đợt này thì 5.000 một gốc. À, trồng được khoảng 2 tháng. À, rễ nha. Giờ 5.000 gốc. Và trồng về đây đã gọi là cả vườn hoa này. Rồi. 5.000 một gốc về trồng xuống đất. Đấy. Đấy là đây. Đây. Nha. Cái gốc hồng 5.000 một gốc mà. Giờ đấy hoa này. Các bạn thấy không? Thấy chưa? Trồng đất hoa này. Đây, đây là toàn bộ gốc hồng 5.000 gốc trồng vào đây. À, thì có những cây nó không phát triển chậm hoặc là nó kém phát triển thì nó như này, còn đa phần là sống và rất đẹp. Đấy. Giới thiệu các bạn một số cây rễ trần nữa cho các bạn xem. Cái rễ trần của mình chưa ghép hồng leo, rễ trần ghép hồng leo thì lớn không này, miên man rồi này, rất khỏe đây. Đấy. Đấy, rễ trần đấy, bạn thấy đây phần đa mình mua rễ trần ở bên trong. Các bạn thấy cái dễ chân mình cho lên chậu. Không đây. Không đây là tàn này. Dễ chân, cái dễ chân. Các bạn nhìn rõ. Cái dễ chân. Rất khỏe luôn. Đây mình cắt đây, mình ghép thêm một mắt nữa vào đây nhưng mà cái thằng này nó lại thui mất. À, thêm mầm đấy, dễ chằn đây, cái dễ chằn trồng nó lên này, ghép 3-4 màu bông, màu hoa vàng này, sa ba này, cam này. Đấy, đây cái dễ chằn, đây cái dễ chằn đang lên. Hai ba bốn nhánh lên.